125 bốn trăm mấy cây rồi, xe thùng luôn. Rồi để tớ thử nhẹ cho anh em xem ha. Sumini ở xe này mà cho mấy dân stun nó bốc đồ bốc đít đã. Chìa khóa quay chìa khóa luôn, chìa khóa cũng đẹp nha chứ không phải là bèo luôn nha. Khóa như ô tô xe BR kìa. Khóa trong khóa này là khó ăn chậm. Đèn khỏi nói rồi, đèn khỏi chơi nè. Nét y chang xe BR luôn. Ô xe BR ngàn chứ lộn. Quan trọng nhất là cấp giỏ. Hơn mà chơi liền nữa. Mình còn làm xe mấy xe nhỏ hết đi rồi. Cảm ơn đã cho mượn xe review vậy. Anh chủ rất là dễ thương à, chạy bê em đúp nữa đó. Đúp nhẹ luôn.